tương với cái nó liên quan đến kỹ năng giải quyết vấn đề. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ bạn chủ đề những yêu cầu cần có khi ra quyết định đó bạn. Thì khi ra quyết định là nó sẽ có đặt những yêu cầu mà để các bạn quyết định đúng, quyết định chính xác và quyết định hiệu quả đó bạn. Thì những yêu cầu cần có khi ra quyết định đó, thì các bạn nó có khoảng cỡ 6 ý. Thứ nhất là các bạn phải căn cứ vào cái khoa học toàn diện, là khi đưa ra quyết định là nó phải khoa học, nó phải là căn cứ trên cơ sở, nền tảng những cái yêu cầu là bài bản chuyên nghiệp, không có tùy tiện các bạn. Thứ hai nó là nó phải có mang tính toàn diện, tổng quát, đứng trên nhiều cái góc độ khác nhau, rồi phải đảm bảo tính thống nhất. Bạn quyết định thì là đầu cuối là phải phải khớp với nhau, chứ không thể ở đầu đó thì bác nói là dự án này chúng ta phải tiết kiệm, nhưng tới cuối bạn nói dự án này chúng ta là cứ chi thoải mái, thì đó là đầu, đó là cái không đảm bảo tính thống nhất, không đảm bảo tính thống nhất. Và quyết định phải đúng thẩm quyền. Bạn là giám đốc thì bạn quyết định theo cái thẩm quyền của người giám đốc. Bạn là trưởng phòng thì bạn quyết định trong phạm vi của trưởng phòng của bạn thôi, bạn không phải giữa quyền của phó giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị. Các bạn nhớ là phải đúng thẩm quyền, còn phải ngắn gọn, kịp thời, chính xác, cái đó là phải quyết đoán và phải có tính pháp lý đó bạn. Thì sau đây chúng ta đi từng bước để mà phân tích từ cái này là nội dung chính. Thì căn cứ khoa học toàn diện nè, quyết định đưa ra nên dựa trên các thông tin và dữ liệu căn cứ khoa học chính xác. Bạn không quyết định tùy tiện, bạn không quyết định ngẫu hứng, lý qua cầu, bạn không quyết định là theo cảm xúc, vô quyết định khác, mua quyết định khác, không được như thế. Mà đảm bảo rằng đó, đánh giá một cách chính xác và đưa ra trong một khung cảnh thông minh và đảm bảo tính thống nhất rồi. Quyết định cần phải thống nhất và phù hợp mục tiêu và chiến lược tổng thể tổ chức. Bạn không thể quyết định một vấn đề, một dự án, phương án mà nó đi ngược lại cái mục tiêu, cái chiến lược tầm nhìn của công ty. Tôi lấy ví dụ kế hoạch đầu năm của bạn là kế hoạch đầu năm của bạn là bạn triển khai đến thị trường miền Đông Nam Bộ, nhưng mà tự nhiên tùy hứng bạn thấy có một khách hàng ở ngoài miền Trung, bạn tập trung nó, bạn bỏ cái na đồng miền Đông Nam Bộ, trong khi miền Đông Nam Bộ rất là tiềm năng, nghĩa là rất là con ngỗng hoang đó. Thì như thế là bạn không thể thiện, mà bạn phải có cái đảm bảo, cái tính thống nhất, rồi đúng thẩm quyền nè. Thì như tôi đã phân tích các bạn đó, thì quyết định bạn phải đúng thẩm quyền của bạn. Bạn là quản trị cấp cơ sở thì bạn quyết định theo cái kiểu đội nhóm từng thành viên, còn nếu quản trị cấp trung thì là quyết định theo thẩm quyền của trưởng phó phòng ban bộ phận, còn nếu quản trị viên cao cấp thì bạn quyết định theo cái hội đồng quản trị hoặc là ban giám đốc, phải đúng thẩm quyền hoặc đừng quyết định sai thẩm quyền, đừng cấp trên mà quyết định thay cấp dưới, mà đừng có cấp dưới mà lạm quyền nghĩa cấp trên. Rồi ngắn gọn, kịp thời, chính xác quyết định bạn bạn đừng đừng đó nó đừng đừng có dài lê thê, đừng có trễ. Thứ hai là nó không đúng, bị yêu cầu á, là yêu cầu là cái công trình phải rút ngắn thời gian, yêu cầu là công trình đó phải hiệu quả, mà ba bạn hiếu quyết định nó trễ, người bạn để chi phí nó phát sinh quá nhiều, đó là cũng không được. Mà không quyết đoán thì quyết định cần đưa một cách quyết đoán, nghĩa là không được trì hoãn quá lâu, nó phải nhanh, nó phải là quyết liệt và có sự phán đoán, chứ không hồ đồ. Quyết đoán này là quyết định cái trên cái sự phán đoán nó cơ bản chứ không có hồ đồ, các bạn lưu ý điều này. Rồi quyết định mà quá nhanh cũng có thể dẫn đến các cái điều không mong muốn, mà quyết định chậm á, thì lại trễ, các bạn lưu ý điều này. Rồi tính pháp lý, quyết định phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Bạn quyết định bạn kinh doanh là bây bạn kinh doanh, bạn hoạt động là phải tuân thủ theo pháp luật
của nhà nước và cái phạm trù đạo đức. Bạn không thể vì quyền lợi của công ty, của doanh nghiệp, của cá nhân mà bạn đi ngược về cái quy định của đạo đức và của pháp luật. Các bạn hãy lưu ý điều này. Rồi thì tóm lại đó, thì khi quy định là cần có căn cứ khoa học nè, tính thống nhất, đúng thẩm quyền, ngắn gọn, kịp thời, chính xác, quyết đoán và pháp lý. Điều này giúp đảm bảo quyết định được đưa ra một cách hợp lý và có thể có cái hiệu quả như mong muốn các bạn. Thì đó là những yêu cầu mà các bạn cần lưu ý để mà quyết định hiệu quả và chính xác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thôi các bạn. Mời các